Anh chị ước lượng nó là một ngày anh lấy là hơn 10 triệu tiền bò. Hơn 10 triệu. Là ngày nào cũng như vậy hết. Mọi người, hôm nay Vi sẽ dẫn mọi người đi ăn một món ăn rất là quen thuộc với người Sài Gòn, đó chính là lẩu bò. Thì điểm đặc biệt ở quán lẩu bò này đó là dàn topping rất là nhiều và siêu khủng nha. Ta-da. Đây là chủ quán của mình ngày hôm nay. Dạ anh chào anh ạ. Chào em. Anh Tinh Cường. Quán của anh là lẩu bò 123. Địa chỉ là 926 Tàu Văn Vũ, phường 5, quận 8. Anh bán từ 2 giờ rưỡi cho đến 12 giờ. Giờ đông khách nhất của anh là tầm 7 giờ đến 8 giờ là không giờ đó là rất là đông. Mình bán ở đây được bao lâu rồi vậy anh ha? Ở đây 6 năm rồi em. Ồ, 6 năm rồi. Là mình có bao gồm những cái nguyên liệu như thế nào mà mình có thể kể tên từng món? Thì đây là bò viên, đây là lá mía, ăn lông. Đây là lá sách. Đây điều đặc biệt nhất của anh nhất ở đây là lòng đen là không có tẩy, nó là nguyên chắc luôn. Đây là phèo, gan. Còn đây là trứng. Đây là biến. Đây là đuôi. Đây là móng lớn, đây là sườn, còn đây là móng neo, khoai môn, rồi là trong mẫu sẽ gồm đầy đủ hết những món này. Em nhìn thấy cái xe topping của mình nó rất là nhiều á. Mỗi ngày như vậy á, thì quán mình là bán bao nhiêu ký nguyên liệu? Cái này thì anh không có biết là bao nhiêu ký hết. Anh chỉ ước lượng nó là một ngày anh lấy là hơn 10 triệu tiền bò. Hơn 10 triệu là ngày nào cũng như vậy hết. Thường anh á, thì một phần lẩu của mình á, là sẽ bao gồm hết tất cả những nguyên liệu này đúng không ạ? Đúng rồi, một cái lẩu sẽ bao gồm hết luôn, tất cả mỗi cái một chút đều hết luôn, có đầy đủ hết. Ví dụ như có những khách nào mà họ không ăn được những nguyên liệu nào á, thì mình có thể tự chọn được đúng không anh? Đúng rồi. Khách có thể tự chọn được, mình ăn món nào mình lựa, mình lấy theo ý thích của mình. Không phải bắt buộc là mình phải ăn hết đầy đủ, mình thích cái nào mình ăn cái đó thôi. Đa phần là khách chuộng nguyên liệu nào nhất ạ? Ở đây thường thì khách ăn thập cẩm nhiều hơn. Khách nào thường hết ta lên ăn thập cẩm nhiều, còn cái nào mình không ăn thì mình lấy ra thôi chứ không có sao này hết. Thường anh bán được nhất là mấy cái lòng đen á, lòng đen thường là khách ăn rất là nhiều. Bây giờ là đen không có tẩy và nó rất là ngon. Còn những cái trên này là anh bán xong rồi là vừa bán vừa sắc xuống. Lúc mà khách đông thì cái này nó hết rồi là cắt cái này xuống liền, cắt xuống. Kiểu như là mình bán tới đâu mình cắt tới đó phải không? Bán rồi vừa hết cái này là mình cắt liền xuống. Thấy là mình có chuẩn bị một cái nồi nước dùng rất là to á. Cái này là anh hầm từ lúc 10 giờ cho đến lúc giờ anh ra bán luôn là 2 giờ. Là hầm tất cả các bò đều hầm ở đây. Bình thường á là 6-7 nồi như thế này. Thì anh hầm trong cái nồi tới 200 lít lận. Đúng rồi. Khi nào bán hết này xong mình sẽ lấy cái kia ra. Người ta sẽ chăm như hoài vậy đó. Là một ngày là 6-7 thùng. Có phải là cái nước dùng này đó là nó là cái bí quyết đặc biệt mà là làm nên thương hiệu lẩu bò của mình phải không ạ? Đúng rồi. Nước này là do gia truyền từ ông nội tới thời nay luôn. Đời ông nội, đời cha tới đời cháu. Khi mình ăn lẩu á là mình sẽ dùng những cái loại rau như thế nào? Thường thường nếu mình ăn lẩu á thì nhiều người thường bình thường thì người ta ăn ba loại rau này: cải xanh, đây là mồng tơi. Ở đây là rau má và mì và phở. Mà không thích ăn rau nào thì mình sẽ không lấy rau đó. Còn lẩu này là rau này là kèm đi chung với lẩu. Một cái lẩu là sẽ có một cái phần rau với lại một cái dĩa mì và phở. Lẩu bò ở đây thì là bao nhiêu vậy ạ? Thường thường nếu mà em ăn ở đây thì có giá là 150, 200, 250, 300. Tùy theo mình đi ít hay là đông thôi. Còn mang về thì là 200, 300, 250. Có một cái thắc mắc là tại sao mà khi mua ăn về cái phần giá tiền nó lại nhỉnh hơn ăn tại chỗ vậy anh ha? Tại vì thường mang về sẽ cho đồ đầy đủ rất là nhiều, rau đồ đầy đủ hết. Thật ra là cái lẩu mang về 200 vậy chứ mà nó cũng bằng với 200 ở đây thôi. Lá lách đó là một biểu tượng của quán lẩu bò này nha. Màu lá lách đó,
không có giống như ở những chỗ khác mà mình hay ăn. Ở đây á là họ có tẩy, cho nên là rất đảm bảo vệ sinh đó nha. Không biết là nước lẩu ở đây sẽ có vị như thế nào Yến ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử xíu nha. Nó có vị cay nhẹ nè, rất là ngọt. Và đặc biệt cái vị ngọt này làm cho mình không cảm thấy khó chịu. Nó có vị ngọt từ xương á mọi người. Điều đặc biệt của quán này nha. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ thử ăn miếng phèo này coi hương vị sao ha. Thứ nhất là nó béo. Ở trên cán vô nó sẽ cực kỳ béo luôn. Và đặc biệt là mình sẽ không cảm nhận được vị hôi. Nó rất là thơm. Ăn kèm với cả rau này, ăn kèm với cả mì thì sẽ cực kỳ hợp với mọi người. Thử một miếng lá sốt thì như thế nào nha. Mùi vị như thế nào Vi? Nó trần dầu sực sực á, rất là ngon. Không có được sự công nhận là cái lá sốt ở đây ngon hơn những quán khác. Mà cái đặc biệt nữa là cái chao này nè. Chao siêu ngon luôn. Nó đặc hơn nè, nó béo hơn. Và thịt xuyên sơ tế hơn, nó cay cay vụ đã lắm luôn á. Thì với giá 250.000 cho một phần lẩu bò rất là chất lượng và nhiều topping như thế này á, thì mình nghĩ là mọi người nên đến để thử mức thử nha. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục mở ăn của mình và sẽ gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo ha.